Chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu tác phẩm Ông già và biển cả của nhà văn Hemingway. Cụ thể chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu đoạn trích có trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 tập 2. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về nhà văn Hemingway. Ông sinh năm 1899, mất năm 1961. Tên đầy đủ của ông là Ulysses Hemingway. Ông sinh sưởng trong một gia đình khá giả ở ngoại vi Chicago. Thuở nhỏ, ông đã được đi đến nhiều vùng đất còn hoang sơ của người da đỏ, sống gần gũi với thiên nhiên. Năm 18 tuổi, Hemingway đã bước vào nghề phóng viên và trong Thế chiến Thế giới lần thứ nhất, ông tình nguyện nhập ngũ tại Italia và sau đó bị thương. Năm 1937, Hemingway đã tham gia vào đội quân quốc tế chống phát xít tại Tây Ban Nha và sau đó thì ông lại làm phóng viên mặt trận. Ông đã dựng phim viết kịch. Ảnh hưởng của ông rõ ràng là có ảnh hưởng từ nhà văn Mark Twain. Năm 1961, nhà văn tự sát. Suốt cả một đời ông đã theo đuổi phương châm viết một áng văn xuôi đơn giản và trung thực về con người. Vì thế, người ta coi ông là một nhà văn lớn của nhân loại tiến bộ. Ông có một tư tưởng, đó là nhà văn và thế hệ vứt đi. Suốt cuộc đời của ông luôn mang cảm giác lạc loài và phủ định vô nghĩa. Sự phủ định của ông đi đến sự phủ định chiến tranh và văn minh công nghiệp. Trong tác phẩm của ông, con người buộc phải đương đầu với thất bại hoặc với cái chết. Con người đã đi tìm đến một cái mảnh đất dung thân ở thiên nhiên xa lạ, phóng khoáng ngoài nước Mỹ. Mùa tuyết này ám ảnh, đó là cái chết. Nhưng họ thường vượt qua sự vô nghĩa và sự thất bại trong cuộc đời. Từ đây chúng ta sẽ đi vào phần 2 tìm hiểu về sự nghiệp sáng tác của ông. Ông đã viết rất nhiều những tác phẩm, trong đó thì có nhiều truyện ngắn đặc sắc. Cụ thể là có tập Trong thời đại của chúng ta, xuất bản năm 1925, tập hợp rất nhiều truyện ngắn đặc sắc. Ngoài ra ông còn viết tiểu thuyết. Ông có một cuốn tiểu thuyết đầy thi vị đã để lại dư vị chua chát và mỉa mai về sự lừa dối của chiến tranh, của vinh quang. Đó là cuốn tiểu thuyết Dã từ vũ khí. Ngoài ra thì còn có những cuốn như Mặt trời vẫn mọc, Chết lúc xế trưa, xuất bản năm 1932, Những ngọn đồi xanh châu Phi, xuất bản năm 1933. Tất cả đã miêu tả cho chúng ta thấy một thế giới hấp dẫn, những trận đấu bò, một thiên nhiên hoang dại, những cuộc săn bắn thú. Và đấy là một sự lạc lõng trong cái thời bình. Tiếp theo, ông có cuốn rất nổi bật, đó là cuốn Chu Nguyện Hồn Ai, xuất bản năm 1940, Bên kia sông và dưới vòm cây lá, xuất bản năm 1950. Trong tất cả các cuốn của ông, cuốn nào cũng nổi bật. Tuy nhiên, có tác phẩm Ông già và biển cả được xuất bản năm 1952. Tác phẩm này đã được giải thưởng Pulitzer và sau đó thì còn nhận được giải thưởng Nobel. Nó miêu tả lại hành trình săn đuổi một con cá lớn mà ông hằng ao ước. Và từ đấy thì miêu tả cho chúng ta thấy con người có những khát vọng vô cùng lớn lao. Từ đây thì chúng ta thấy ông đã viết rất nhiều và ông có ảnh hưởng lớn đến văn học thế giới. Sự ảnh hưởng lớn này của ông thì được đánh giá là nhiều nhất đến các nhà văn Mỹ Latin. Trong suốt cuộc đời sáng tác của ông đã để lại nhiều tư tưởng, mà trong đó có một tư tưởng nổi bật chính là nguyên lý tảng băng trôi. Nguyên lý tảng băng trôi là gì? Nó coi tác phẩm văn chương phải là một tảng băng trôi gồm có 7 phần chìm, 1 phần nổi. Và để viết một tác phẩm theo nguyên lý này thì văn phong phải vô cùng giản dị, tước bỏ đến những trang sức, sự hoa mỹ của lời văn. Nó gần với quan điểm ý tại ngôn ngoại của thi pháp phương Đông, tức là mạch ngầm văn bản, tính đa âm của văn bản được giấu rất kỹ. Ở đây nhà văn không làm loa phát ngôn cho ý tưởng của mình,
mà tạo nên hình tượng có nhiều sức gợi, nhiều ẩn ý để nói đến tư tưởng này. Trên màn hình thì chúng ta đang nhìn thấy tảng băng trôi gồm có 7 phần chìm, có 1 phần nổi thôi. Và nguyên lý tảng băng trôi này quy định nhân vật phải là nhân vật hành động. Từ hành động ấy bộc lộ lên tính cách, và từ tính cách, từ hành động của nhân vật nói lên tư tưởng của nhà văn. Lời văn có nhiều dấu hiệu khi bí ẩn mập mờ, nhiều khi hoàn toàn đối thoại hoặc là độc thoại nội tâm. Giọng điệu thì nhiều khi vừa trữ tình vừa mỉa mai, vừa tả thực lại vừa giàu biểu tượng. Và ở đấy thì tác giả đã triệt để sử dụng lối văn báo chí, tạo lên một phong cách riêng, giản dị, ngắn gọn, gần với cuộc sống xô bồ, nhưng mà vẫn rất giàu sức gợi. Và nguyên lý tảng băng trôi này đã phát huy trí tưởng tượng sáng tạo lớn từ người đọc. Đây là một số những tác phẩm của ông. Ví dụ Chương Nguyện Hồn Ai này, Ông Già và Biển Cả. Đây là hình ảnh của Hemingway trong thời kỳ ông đã tham gia đại chiến thế giới lần thứ nhất và thứ hai. Đây là một số hình ảnh mà nhà văn đã ghi lại ở trong cái quá trình tác nghiệp của mình. Đây là hình ảnh những người dân da đỏ. Đấy, tức là thấy ông còn có một cái tài năng nữa là chính là vẽ này. Đây là một số minh họa về cuộc sống phiêu lưu của nhà văn. Đấy, ví dụ ông đã từng ở trong rừng trong suốt những thời kỳ chiến đấu. Người yêu của nhà văn thì làm y tá trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Từ đây thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu về tác phẩm Ông Già và Biển Cả. Đầu tiên chúng ta sẽ tóm tắt. Câu chuyện kể về lão già Santiago sống bằng nghề đánh cá ở dòng nhiệt. Nhân vật thứ hai là chú bé Manolin, người bạn nhỏ luôn tin tưởng và giúp đỡ ông lão Santiago. Tác phẩm được viết vào cuối đời, được xem là khúc hát của con thiên nga. Chuyện không có cốt truyện ly kỳ, mà tập trung vào độc thoại nội tâm của nhân vật, đó là ông lão Santiago. Cụ thể, nó bắt đầu với việc sau 84 ngày không câu được cá, lão sống rất chật vật. Chú bé Manolin đã đến giúp đỡ lão. Hai người dự tính chuyện đi câu ngày hôm sau. Ta thấy trong ảnh, lão phải sống trong một căn nhà rách nát. Đúng hẹn, lão đến đánh thức Manolin, họ ra đi trong niềm tin một ngày mới. Chú bé Manolin đã tạm biệt lão. Trời chưa sáng hẳn, ông đã chuẩn bị móc mồi. Và sau đó thì ông đã buông câu. Đến vùng giếng lớn, ông thả những 4 dây câu liền. Và theo hướng tìm mồi của con hải bằng, ông rong ruổi trên biển suốt cả một quãng thời gian dài. Ông theo đuổi những con cá chuồn, cá cháy. Thuyền bị kéo phăng ra khơi khi có một con cá lớn mắc câu. Con cá lớn đã kéo ông ra một vùng mà ông còn không biết nó ở đâu nữa. Đêm đến, càng nhận thấy con cá khỏe, lão vật lộn với nó, lão mơ tới đất liền. Và ở trong đấy, trong đầu lão đã nghĩ lại ra rất nhiều những suy nghĩ khác nhau. Lúc mặt trời mọc lần thứ 3 ngoài khơi, con cá bắt đầu lượn vòng, rồi lồng lên. Ồ, một con cá tuyệt đẹp, nó phô diễn tất cả tầm vóc khổng lồ và sức mạnh vẻ đẹp của nó. Một con cá lớn nhất mà lão trông thấy. Và đây cũng là một con cá lớn nhất mà lão từng câu thấy từ trước đến nay. Một con cá kiếm thật đẹp. Sau khi sùng sỉa đâm chết con cá bằng tất cả sức lực còn lại, lão Santiago tìm đường về nhà. Tuy nhiên thì chặng đường về nhà của lão không đơn giản như vậy. Mùi máu của con cá kiếm đã làm cho bọn cá mập ngửi thấy. Chúng đã răng xé tất cả thịt của con cá kiếm. Và sau một hồi phải đánh nhau vật lộn với cả những bọn cá mập, thì tài sản còn lại của lão già
chỉ là một bộ xương của con cá kiếm. Lão cập bến với một bộ xương con cá kiếm khổng lồ, mọi người đều ngạc nhiên không hiểu đó là cái gì cả. Sức tàn lực kiệt, lão vác cột buồm về nhà, ngủ mê man, mơ về những con sư tử. Ở đây, chúng ta sẽ thấy đoạn trích nói về hình tượng nhân vật lão Santiago. Đây là một con người rất thực, rất gần gũi và cũng rất xa lạ, rất lớn lao. Ở trong tác phẩm này, tác giả còn thể hiện rất nhiều biểu tượng và ẩn dụ. Đó chính là hình ảnh ông già đánh cá. Đây là biểu tượng về con người cho đến giờ phút cuối cùng vẫn đuổi theo một kỳ vọng và dáng sức đoạt lấy nó. Đó cũng là ẩn dụ về hành trình thực hiện khát vọng của con người. Dù có đơn độc và thất bại, nhưng nó vẫn gợi lên sinh khí ấm áp và mãnh liệt. Từ đây chúng ta sẽ bước vào tìm hiểu đoạn trích. Qua đoạn trích vừa rồi thì các em có nhận xét gì về hình tượng ông lão và con cá kiếm? Để trả lời, chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu hình tượng ông lão và con cá kiếm. Đầu tiên là ông lão. Santiago là một ông già đánh cá ở vùng nhiệt lưu. Đã 3 ngày 2 đêm, ông ra ngoài khơi đánh cá. Khung cảnh trời biển mênh mông chỉ còn một mình ông lão. Khi trò chuyện với mây nước, khi đuổi theo con cá lớn, khi đương đầu với đàn cá mập xông vào sâu xé con cá. Cuối cùng, kiệt sức vào đến bờ, con cá chỉ còn lại bộ xương. Câu chuyện đã mở ra thật nhiều tầng ý nghĩa. Đầu tiên, nó nói về một cuộc tìm kiếm con cá lớn nhất, đẹp nhất đời và hành trình nhọc nhằn dũng cảm của người lao động trong một xã hội vô hình. Đồng thời, nó cũng thể nghiệm về thành công và thất bại của người nghệ sĩ đơn độc khi theo đuổi ước mơ sáng tạo rồi trình bày nó trước mắt người đời. Ở đoạn trích, chúng ta thấy hình tượng ông lão và con cá kiếm được song hành với nhau. Hai hình tượng mang một vẻ đẹp song song tương đồng trong một tình huống căng thẳng đối lập. Đầu tiên, con cá kiếm mắc câu, bắt đầu những vòng lượn, vòng tròn rất lớn. Con cá đã quay vòng, quay tròn, nhưng con cá vẫn chậm rãi lượn vòng. Những vòng lượn được nhắc lại rất nhiều lần, gợi ra được vẻ đẹp hùng dũng, ngoan cường của con cá trong cuộc chiến đấu ấy. Còn ông lão thì ở đâu? Ông ở trong hoàn cảnh hoàn toàn đơn độc, mệt thấu xương, hoa mắt, vẫn kiên nhẫn, vừa thông cảm với con cá, vừa phải khuất phục nó. Và cuộc chiến đấu đã đi đến giai đoạn cuối cùng, hết sức căng thẳng nhưng cũng hết sức đẹp đẽ. Hai đối thủ đều dốc sức tấn công và dốc sức chống trả. Đầu tiên là ông lão. Ông lão cảm thấy chóng mặt và chóng váng nhưng vẫn ngoan cường. Ta không thể tự chơi xỏ mình và chết trước một con cá như thế này được. Ông lão cảm thấy một cú quật đột ngột và cú nảy mạnh ở sợi dây mà ông lão đang níu bằng cả hai tay. Ông hiểu con cá cũng đang ngoan cường chống trả. Lão biết con cá sẽ nhảy lên. Lão mong cho điều đó xảy ra. Cá, lão nói, đừng nhảy. Nhưng lão hiểu, những cú nhảy của nó để hít thở không khí. Lão nương nhờ vào gió chờ. Ôi, lượt tới, nó sẽ lượn. Ta sẽ nghỉ. Đến vòng thứ ba, con cá nhảy lên. Lần đầu tiên, lão được thấy một con cá. Lão không thể tin được độ dài của nó. Nó không thể lớn như thế được. Những vòng lượn của con cá hẹp dần. Nó đã yếu đi, nhưng nó không khuất phục. Lão nghĩ, ta chưa bao giờ thấy bất kỳ ai hùng dũng, duyên dáng, bình tĩnh, cao thượng hơn mày. Và rồi, ông lão cũng đã rất mệt. Ông lão mệt đến mức có thể đổ sụp xuống bất kỳ lúc nào. Nhưng ông lão luôn tự nhủ, mình sẽ cố thêm lần nữa. Dồn hết mọi đau đớn và những gì còn lại của sức lực và lòng kiêu hãnh, lão mang ra để đương đầu với cơn hấp hối của con cá. Ông lão lấy ngọn lao phóng xuống sườn con cá, cảm thấy mũi sắt cắm phập vào. Lão tì người lên ấn sâu rồi dồn hết trọng lực lên cán lao. Đây là đòn đánh quyết liệt cuối cùng để tiêu diệt con cá. Lão rất tiếc khi phải giết nó, nhưng vẫn phải giết nó. Khi ấy, con cá mang cái chết trong mình, sực tỉnh phóng vút lên khỏi mặt nước, phô hết tầm vóc khổng lồ, vẻ đẹp và sức lực của nó. Cái chết của con cá cũng bộc lộ vẻ đẹp kiêu dũng trông hiếm thấy.
Cả con cá và ông lão đều là kỳ phùng địch thủ, họ xứng đáng là đối thủ của nhau. Nhà văn đã miêu tả vẻ đẹp của con cá cũng là đề cao vẻ đẹp của con người. Đối tượng chinh phục càng cao cả, đẹp đẽ thì vẻ đẹp của người đi chinh phục lại càng được tôn lên. Cuộc chiến đấu gian nan với biết bao thử thách đau đớn đã tôn vinh vẻ đẹp của người lao động, giản dị và ngoan cường, thực hiện bằng được ước mơ của mình. Vậy từ đây, em thử suy nghĩ xem nội dung tư tưởng của đoạn trích này là gì? Hình tượng con ca kiếm được phát biểu trực tiếp qua ngôn từ của người kể chuyện, đặc biệt là qua những lời trò chuyện của ông lão. Ta thấy ông lão coi nó như một con người. Chính thái độ đặc biệt khác thường này đã biến con cá thành nhân vật chính thứ hai bên cạnh ông lão và thậm chí ngang hàng với cả ông lão. Con cá kiếm có một ý nghĩa biểu tượng, nó là đại diện cho hình ảnh của thiên nhiên, tiêu biểu cho vẻ đẹp, tính chất kiêu hùng vĩ đại của tự nhiên. Trong mối quan hệ phức tạp của thiên nhiên với con người, không phải lúc nào thiên nhiên cũng là kẻ thù. Con người và thiên nhiên vừa là bạn, vừa là đối thủ. Như vậy, con cá kiếm là biểu tượng của ước mơ, vừa bình thường, giản dị, nhưng đồng thời cũng rất khác thường, cao cả mà con người ít nhất phải theo đuổi một lần trong đời. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu nghệ thuật của đoạn trích này. Ngôn ngữ kể chuyện trong đoạn trích có sự kết hợp của ngôn ngữ người dẫn chuyện và ngôn ngữ trực tiếp của nhân vật. Có lúc nó là những lời độc thoại nội tâm. Có lúc nó là đối thoại hướng về con cá. Như câu, cá ơi, ông lão nói, cá này, dẫu sao thì mày cũng sẽ chết. Mày muốn tao cùng chết nữa à? Đừng nhảy, cá, lão nói, đừng nhảy. Lão nghĩ, tao chưa từng thấy bất kỳ ai hùng dũng, duyên dáng và cao thượng hơn mày. Vậy, tác dụng của lối kể chuyện này ở đâu? Chúng ta sẽ thấy nó vừa giúp cho người đọc như đang chứng kiến sự việc một cách trực tiếp. Nhưng đồng thời hình thức đối thoại này cho thấy ông lão Santiago coi con cá kiếm như một con người thực sự. Nội dung đối thoại cho thấy ông lão đã chiêm ngưỡng nó, thông cảm với nó và cảm thấy nuối tiếc khi tiêu diệt nó. Đối thoại thể hiện mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, đó là kỳ phùng địch thủ. Và đối thoại còn thể hiện một ý nghĩa biểu tượng của con cá kiếm. Con cá kiếm chính là biểu tượng cho ước mơ của con người. Đồng thời, toàn bộ ngôn ngữ kể chuyện này thể hiện vẻ đẹp của con người trong hành trình theo đuổi và đạt được mơ ước của mình. Như vậy, chúng ta đi đến phần kết luận. Đoạn văn tiêu biểu cho cách viết độc đáo của Hemingway, luôn đặt con người đơn độc trước thử thách. Con người phải vượt qua thử thách, vượt qua giới hạn của chính mình để vươn tới đạt được ước mơ và khát vọng. Hai hình tượng ông lão và con cá kiếm đều mang ý nghĩa biểu tượng gợi ra nhiều tầng ý nghĩa của tác phẩm. Đoạn văn tiêu biểu cho nguyên lý tảng băng trôi của Hemingway. Từ đây chúng ta sẽ bước vào phần luyện tập củng cố. Hãy suy nghĩ câu hỏi, tại sao có thể đánh giá đoạn trích vừa học tiêu biểu cho nguyên lý tảng băng trôi của Hemingway? A. Đoạn trích có nhiều tầng lớp ý nghĩa đặc biệt. B. Hai hình ảnh ông lão và con cá kiếm đều mang ý nghĩa biểu tượng. C. Ngôn ngữ kể chuyện có sự kết hợp của ngôn ngữ người kể chuyện và ngôn ngữ trực tiếp của nhân vật. D. Cả A, B và C. Chúng ta hãy suy nghĩ đáp án. Đáp án chính xác là D, cả A, B và C. Tiếp theo, chúng ta sẽ trả lời câu hỏi khảo sát. Tóm tắt chuyện Ông già và biển cả trong vòng 5 câu. Câu hỏi số 2. Nếu chọn 3 ý quan trọng về tiểu sử của nhà văn Hemingway, em sẽ ghi ý nào? Lý giải tại sao đó là 3 ý quan trọng. Câu hỏi số 3. Em hiểu thế nào là nguyên lý tảng băng trôi? Và câu hỏi số 4. Trong đoạn trích, theo em, phần nào nổi, phần nào chìm?
Và câu hỏi cuối cùng, em nghĩ gì về ông lão đánh cá? Tất cả những câu hỏi này chúng ta sẽ tự thảo luận để tìm hiểu. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ đoạn trích về ông già và biển cả trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 12. Hy vọng là các em có được thời gian học bổ ích. Xin chào tất cả các em cùng các thầy cô giáo.